Ngủ say lắm này. Các anh hả? Các chú. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà Út Nhất đó cô bác quý anh chị. Cũng là một buổi chiều thì một hình ảnh mà khá là bỡ ngỡ đặt vô mắt của Bùi Hồ. Đó là sau khi mà các anh thợ thợ sắt dọn dẹp xong á thì cái phần nền còn lại nó rất là sạch luôn. Có lẽ đây là cái phần mà Út Nhất đã dọn dẹp ra rất là sạch để cho các anh thợ làm á cô bác anh chị. Và hình ảnh bên kia là Út Nhất đang nằm ngủ, chắc có lẽ là hôm qua thì cũng có không có ngủ ngon, thành thử là hôm nay trưa thì cũng mỏi mòn và Út Nhất đã ngủ say rồi. Đợi tí xíu nữa Út Nhất thức dậy á, thì Bùi Hồ sẽ thông tin với cô bác cho Út Nhất biết là có một cái chị muốn hỗ trợ cho Út Nhất mua một cái chiếc xe. Và chiều hôm nay quay trở lại đây á, thì cũng cùng với Út Nhất để mà đi dọn một cái chiếc xe gắn máy cho nó vừa tiết kiệm xăng mà nó vừa tiện lợi, nó không hư, để sau này khi mà một may mà chiếc xe nó hư thì biết đâu Út Nhất sẽ không có tiền sửa những cái vật dụng đó. Nên thành nữ là Bùi Hồ dự định là sẽ mua luôn một cái chiếc xe gắn máy hiệu Honda, nó tiết kiệm xăng mà nó lại bền bỉ. Và một cái hình ảnh mà Bùi Hồ thấy ở đây là những cái con heo đất nè. Đây là những cái con heo đất mà hình như là chắc có lẽ là Út Nhất những lần mà đi làm để mà tiết kiệm bỏ vô cái con heo đất này để mà tích lũy. Tuy nhiên thì rất là nhiều con heo đất nó nằm lạng đã đây, chắc có lẽ là đây là những lần mà Út Nhất đã sử dụng cái số tiền của mình tích lũy được để mà sử dụng cho cái sinh hoạt gia đình đó. Thì tí xíu nữa Út Nhất thức dậy thì mình sẽ hỏi cái như thế nào hả cô bác quý anh chị. Còn đây là cái anh thợ Hồ, ảnh vẫn đang đào một cái hố ga để mà làm này cô bác quý anh chị. Út Nhất ngủ say lắm. Các anh hả? Các chú. Ở đào hồi sáng giờ chưa xong nữa hả chú? Dạ. Quá quá đất nó khó đào ha. Sình với bọc nó mới khó, cái lớp len nó khó đi. Sáng giờ nó mới có gì. Sáng giờ gặp nhất bên đây còn mất tiêu. Dạ. Cũng cực cô, mấy chú có uống nước gì chưa? Có nước uống không mấy chú? Dạ. Có kêu trà đường chưa? Có trà đường Út Nhất kêu rồi ha. Dạ sao chú không muốn? Con cháu khổ. Cũng thấy thương ha. Chú cứ uống đi có gì đâu. Thấy thương hả? Đừng em. Bom tiền nữa. Dạ. Dạ. Dạ, ô mày tôi chú tốt quá, thấy Út Nhất cũng tội nghiệp ha. Đào đổ mồ hôi hết hả chú? Chú năm nay là chú bao nhiêu rồi? 60. Ồ 60 mà vẫn còn làm nổi luôn. Thôi cũng. Không ăn ngồi trẻ thì không ăn chơi. Cái Dạ. đậu luôn rồi có vợ luôn xong. Dạ. Thầy đâu chứ nhỏ mà. Bỏ em đi. Tới lớp liền đó là gì? Đây là gầu đó, 2 Dạ. mét này. Là hoàn thiện. À nhưng 2 mà mét. từ cái đỉnh nó xuống đây 2 mét là hoàn thiện. Là cái hố ga sâu 2 mét. 2 mét. Dạ. Để người ta dễ đi tới đi lui chứ nó không có bá dò người ta. Đỡ đinh bọng này kia người ta đâm vào nghiệp người ta. Ở thấy dọn dẹp hốt này kia để có ngăn có nắp nữa mình đem đi đi đốt. Tỉ mỉ quá. Dọn dẹp xong rồi tắm. Ăn gì chưa? Tắm. Ăn cơm với chị Sáu rồi. Có kêu nước cho mấy ông thợ chưa? Có kêu mà anh Hợp anh la. Anh ấy đã anh uống rồi, cứ ấy nó có lạnh để anh em thôi. Anh Hợp không cho uống hả? Không. Anh Hợp cũng không cho kêu. À. Đi trả đường bao nhiêu? Có 4.000. Nhưng mà anh Hợp nói thôi tốn tiền nhiều tội nghiệp hả? Nó thôi cái đừng có kêu. Ừ, nó thấy lấy 2 cục nước đá để cho anh em uống. Có khách nước đá thì trong một một ngày nếu mà anh chịu uống thì 2 cử cũng được, không phải 1 cử thì làm cũng đâu có nhiều ngày đâu. Bảo gì ráng mấy cái làm sao gì vậy? Mỏi mệt mỏi không? Mệt mỏi lắm đừ mà được lấy hầu rồi phải ráng chứ làm sao gì vậy?
mà thân đi hái ớt không hả? Mà thân thân đi hái ớt, hái ớt gì mà nào ngay ra ngoài cái nó cũng khỏe. Mình bằng nghĩ cái thời gian nó trâu qua cái nó khỏe, con này lặt giặt cái đảo tới đảo lui, quét luôn qua cái nó mờ. Ừ, chạy tới chạy lui về coi má này kia đó. Con mà Út Dứt ngủ ở dưới má Út Dứt hay là ngủ ở đây? Không, là ngủ dưới má. Tại chị Sáu thì sợ bà ngủ quên, mình biết cái cái cách của bà, mình canh bà. Có nghĩa là ngủ ở dưới đằng canh má luôn ha. Đằng như cái bô bọng ở nhà chị Sáu đó, sợ bà ấy này kia rồi dơ nhà bà, tôi nghĩ bà bất cực. Như vậy thì thấy bếp ga đổ rảnh còn Út Dứt phải đem gỡ nha, cứ bỏ vậy là mắc. Thấy bếp ga bình đồ rảnh còn á, nếu Út Dứt ngủ dưới ma dưới nhà dì Sáu á, để chiều ra hỏi để coi chị Sáu coi như bà ấy được không, mấy thì táo ngủ ở đây. Tại cái chiếu ngủ ở đây cũng được. Ngủ dễ không, mấy chiều cũng kêu chị Sáu. Đơn đặt nó đúng á, bếp ga mới mua mới đúng mất á. Thôi tại đi nữa, nói chị Sáu nói bà can má để vậy đêm đi em ở trên này này kia. Nói nghe thì thương ở dưới sợ chị Sáu cực nghiệp bả xuống dưới canh để đổ bô cho má. Như sợ tao như bả bạn cũng mệt thế, mình thấy má mình thì mình thấy đi bả thì còn chồng con bả làm này kia ấy này kia đó cũng mệt mệt rồi, bả cũng ấy cho chồng bả ăn uống này kia, má mình rồi bả ấy này kia, cứ sợ bả sao quặng bả mệt bả công. Hồi trước thấy có mấy con heo đất đập là sao không chứ? Chùa thằng Tú mát mình á. Tú. Chùa đi mà ốc cái thồn vô ba bữa cái banh ra. Cái chạy có tiền cái đầu đi mua con heo cái bỏ vài bữa cái là bộ không tiền cái banh ra mà nó làm gì hoài đó. Tự là nó diễn gì hoài. Có khi mà cũng biết nó hoài gì. Tôi nói mày thấy mày đặng mày mua nửa bao để đi anh mày làm. Vì mà bỏ 4-5 ngày cái không có tiền cái đầu khui ra đập ra mà làm hoài gì á. Nghe nói anh Tú là tối ngày uống cà phê nhiều dữ lắm thôi. Nó đây tôi nói nó làm mà đi mà ốc mà thấy bán 40-50 ngàn hay lại quán ngầu nó uống còn hơn Út Dứt. Mình mà còn ấy còn nó nó uống ngày 2-3 cử lên quán theo chỗ cái đầu cầu lên đó. Còn học giấc sáng nó uống này nè, uống cái quán lần này nè ngầu cho họ nó uống mình ơn nó gì đó. Ông Dứt có uống không? Ông Dứt đi mạng đó thì đầu ngay cũng như là chủ người ta bao như chủ người ta mình cho ngựa ly vậy mình uống như mình uống như đám mía đường cà phê này kia vậy là cho mấy cái những món đó mình uống gì mình uống hộp é này kia vậy đó. Ông Dứt cho uống hộp é quen hơn không? Như uống cà phê là thèm mình uống cà phê, còn mấy mình kêu ly đám mía mình uống. Nhiều người nói là Út Dứt ơi đừng có ăn bánh cam nữa. Không, giờ sáng mình thấy ăn mấy cái đó thì nó tiện, nó rẻ mà nó không dễ. Gấp rút thời gian ha. Út Dứt kể cái câu chuyện ăn bánh cam. Bánh cam thì găng bọng như dính gớt qua. Một chút nói mà mình nói gậy mẹ ăn mẹ đi chứ giờ ở đó đường nào không gớt. Bánh cam và hàm găng hả? Cũng như nó dính ba cái đường đó. Nắm lâu ra hoài. Rồi sao gớt lượm sao đâu chứ. Không có thì mình mệt mình nè, mình như mình né qua bên thì sợ mấy đứa nó bẻ nó thấy. Rồi sao làm sao đâu? Mình kỳ. Rồi sao lúc ăn gớt sao mình gớt mình mà mệt như vậy cái mình gặn ấy nó gặn vô. Bánh cam đường từ đó sao có biết mua biết rồi mua ba cái bánh mà nó cũng thứ bánh cam mà điều đó nó không có đường. Nó trộn ẩm gì đó. Ăn nó dễ. Bánh cam và hàm găng. Gớt qua ai mới hộ cho ca ai ca được. Nó tuột xuống hoài. Vậy mình lấy hàm găng ra mình ca. Mua trong lỏng nó ca thì được. Đang ca rất găng mắt nhịp tơ. Chứ không phải không biết sợ mà không má. Nó lợn cận khó ca chết. Khó ca chết. Sao nó hát ở trong cái ống hay lắm mà. Cái ống thì cũng như là nào hay cũng như không có ngự này kia cái mình kìm cái găng ấy lại. Mình nhặn vô cho nó cứng cái răng rồi hình nó ca. Còn cái chuyện với bồ hồ thấy không, cái răng nó cứ như cái lử nó gớt hoài như cái giọng cái này nè cái nó hái cái nó gớt. Nếu mà sau khi nhà cửa làm xong rồi có cô chú anh chị hỗ trợ cho nạch cái răng là Út Dứt Út Dứt khi nạch lại không? Làm mấy chị cho thì như cái răng này kệ mình nạch lại được, như là trồng cũng như kệ mình trồng thế đấy thì chị không dạy ghẻ cũng được, yêu cầu cho nó đựng cho nó cứng được thôi. Để giờ cái răng thì nó trống dọc hai bên mà giờ cừ cũng không dám cừ nữa, giờ nó chỉ nó còn ngoài trước không.
cười cái nó mất duyên hả? Người hai bên trong dọc hoài đó, nào cái mình cười miết thôi chứ trừ chành ra có găng đâu cười chành. Ừ, gớt nó gớt nó cũng gớt không mà. Cười không được thoải mái. Ha. Ừ, mình cười cái tao thấy người ta cười nó phập cái găng xuống nó hở. Vậy thôi mai mốt bỏ ống làm găng đi, bỏ ống heo làm găng. Hồi sớm là tưởng đâu mấy cái heo đó là con heo đó là của Út Nhất, bỏ ống heo làm găng. Nó khờ đó, cái nó muốn mô khùng khùng đi cái dài bữa, cái dài bữa nó khư, dài bữa nó khư hoài. Bỏ được nhiêu là lấy ra hả? À, nó bỏ thì đi, bỏ thì bỏ ra gì, bữa nào cái nó bỏ hóc nhiều, cái nó bỏ vô tỉ như 20-10 ngàn cái phải không? Cái dài bữa cái nước lớn, cái nó mò không có rồi, nó khui ra, bỏ làm gì hoài đó. Ông Nhất coi, có bỏ nhiêu không? Sao mà nói gì biết đâu, có mình đâu có bỏ, mình thấy như... Đã như mình lo trong ngày thì kia ăn cho đủ rồi ở đây bỏ ống heo. Không đủ nữa có đâu bỏ ống heo. Không nghĩ sao bỏ ống heo. Ông Dứt nói chuyện nghe mắc cười á. Ca ăn bánh cam rất ra ăn hoài. Bạn nó mua đó, như 2-3 cái còn có 7 ngàn. Còn mấy người kia thì nó mua 2 cái sâu thì cũng 10 ngàn. Có khi nhầm người ta ăn cũng gói. Để mà ăn chung đó, người ta ăn cũng mua cũng gói. Ăn nhiều người ta sợ hết tiền. Gói xôi nhiêu? Gói xôi có 5 ngàn. Một là ống nhất là bữa nay ăn bánh cam ngán thì ăn xôi. Bánh cam ngán thì ăn xôi. Rồi có khi mua cái gì nè, bánh bò. Bánh bò như 2 cái cũng 5 ngàn mà như bánh bò mỏng làm như mỏng mỏng gì đó. Có bao giờ ăn phở đâu không? Không, ít có. Tại cái đó như mấy cái món bây giờ 15-20 ngàn. Rồi cái nào mình ăn gừng cường nữa, rồi ổng nó cứ hết mẹ. Hết buổi sáng. Bởi vì cái đó mình cũng như mình tiết kiệm, như giật ăn giật lại bớt là sau này nếu như mà có được nhận tiền nhiều thì Út Nhất có phải xài phí không? Không, tại cái nét sống của mình hồi đó giờ sao mình xài ít gì chứ. Mình xài phí quá hay là đi có về chuyện gì này kia mình tiền đó mình ăn, phải không? Cái gì mình cũng hái xài nó tiết kiệm lại chứ đâu phải mà tiền của mấy chị mấy cô mấy chú cho cái gì ăn bung la rồi nữa là có gì bạn không được nó ngủ trâu. Với lại là khi mà mạnh thường quân giúp mình á thì hỗ trợ cho mình có được cái nền móng để mình phát triển, để mình làm ăn khấm khá lên. Chứ ít khi nào em chốt nhất biết là ít khi nào là mạnh thường quân theo giúp mình suốt hết cả cuộc đời. Không, cũng như là quý cũng biết nó như qua cái lúc này cũng như là mấy chị mấy cô cũng là đâu có giúp cho mình hoài đâu. Mấy chị mấy cô cũng phải lo làm ăn này kia chứ đâu phải là lo cho mình hoài được. Đâu cái gì chứ đó mà có tiền mà đâu có vụ mà khơi khơi cô không dễ gì biết chứ đâu phải mà ăn bừa bãi được. Đúng tại hồi đó mình sống sao mình sống y vậy chứ đâu phải có tiền thì mình bung la rồi cái bữa nha cái không có cái gì treo mò dễ. Cái ngày mà ăn mà đã... ví dụ những ngày là hồi làm không được mà cái ngày mà ăn nó ít tốn kém nhất và cực khổ nhất là ăn cái gì cũng tôi hiểu với mồ hôi vịt như mua ba trứng vịt dầu vịt lạc cái chiên ra ba trứng cái mình đổ cái nước vô cái mình quẩy nước mắm cái bỏ cái bột ngọt vô cái mình chiên rồi cái mấy mẹ con này kia ăn cái súp là ăn cường nó cũng ăn vậy đó. Thì lúc mà làm cũng như lúc mình bằng con bụi một đó, thì mình ăn ấy bớt lại. Ba trứng vịt là nhiêu ta? 6 ngàn. Trứng 2.500, 7.500, có mấy 1.500 là con có khi nào sáng học dịch chiều học dịch không? Không, có khi chiều có khi mua ấy cái nhín là cái mua keo trao. Cái đầu cái mua bí đao rồi kia cái mình nấu canh bầm hay cái nấu canh không á thì nó cũng không tới 10.000 đúng không? Cũng không tới nữa. Cái bí đao thì chợ nó bán cũng 4-5 ngàn trái. Keo trao thì ăn được. Trước nãy mua mấy cái trái mướp, ba cái mướp đó nó có 5.000. 5.000 hả? Chiều cái dưới nấu canh ăn thì cũng ăn được. Mướp nấu canh với gì không biết? Nấu canh không đó, bỏ mấy hành ngọt vô, uống tiêu vô. Ở dưới là chị Sáu nhưng mà mình nấu riêng hả? Chị Sáu có nấu giùm cho biết luôn. Cái đầu đó mấy thì xuống mình ăn. Cục thịt nhỏ thôi bầm ra cho nó không, có hai thịt. Không, có chắc ăn chị mình cũng quen. Như là ăn cam khổ quen rồi. Mình cam khổ nó quen là đúng rồi. Chứ không có, mình không có lợi họ. Út Nhất có được mấy bộ đồ đẹp?
Ủa, nhưng có mấy cái áo mà như để như là có đi đa, ai có đi đám ở sớm vòng vòng tao mà đám giỗ bên dòng họ đó cũng biết lấy ra bằng, còn mấy thì nào cũng biết mặn mướn nhiều mình không có quan trọng mấy cái đó. Được mấy bộ đồ đi làm mướn. Được cũng biết mua mấy cái bà chị phải cho mấy cái quần mà loại quần thun mà chồng má thấy dục đó, rồi cái vả cho biết mấy cái quần thun tập thể dục đó cái bạn đi mang bởi qua hôm thằng hồn nó sao nó tuột hoài như nó lỏng á, nhưng ta có bạn rồi đó cái nó lỏng cái thun nó giãn cái nó lỏng kệ mà. Áo này sao nhìn giống áo thiếu nữ quá không nhỉ? Cũng như lúc đó mà như là mù cái nó hơi ấy đó, cái áo này màu cái nó hơi trẻ mua nhiêu lâu chưa? Chủ lúc đó cũng lâu rồi mới 2 năm mấy rồi, cũng mua 100 mấy chục ngàn 2 năm mấy rồi. Cái để cũng như mình tặng vòng vòng này kia như ai đi ái tiệc này kia lâu rồi bạn giờ cũng như nó hơi trẻ bữa nay là lên hình mình phải đẹp mình phải mặc áo này ha, cũng bình thường đó, họ đẹp đẽ gì không biết dễ thương ghê ha. Thì bây giờ hả? Mấy anh giờ ông mặn rồi, bây giờ ông thấy không công nghiệp mấy ông đời đào vậy. Cũng quá cái hầm cầu hầm cầu càng đá cũng nổi luôn. Làm cực hơn. Cũng không sao cho đừng có mưa đặng mấy ông làm cho ông ta thấy cũng im nè. Tối thì thôi để má ngủ với chị Sáu đây, mình ngủ đây. Thì chiều mình nói với chị cho nói với bà anh tiếng cho bà biết giờ của bà vậy vậy đó. Mình nói bà vô biết. Thôi bây giờ đi coi xe. Với cái hồ đi hả? Đi qua Tân Hưng. Đây, Tân Hưng mình đây hả? Cho nó gần. Chợ này hả? Không, không, không. Phú Tân. Phú Tân. Phú Tân. Đi qua Phú Tân nè. Biết lỡ ba này mình đi. Bốn, đây. Bốn. Chúc em chở anh đi. Con chở em. Đây ha. Rồi. Mua hết theo. Đó chưa? Mình bằng mướn xe bình thường thôi. Giờ thêm những mình chạy kiểu là mình đi bằng là cũng như là đi bằng nữa mình về được của người ta thì nó khỏe chứ không có cần mà xe mà quan trọng có giá gì đâu, phải mình giàu có hay đâu mà mình đu đeo như không chỗ ta. Nào xa mới đi xe gắn máy ha. Cũng như thấy thì cái chỗ mình cần quay hôm như hồ đi anh thể nó đã biết nhổ trên đó chút nữa trên đó chút cái có cái cầu đi qua cái đi ra ngoài chỗ như cái đoạn gì đó cái có đánh hành thì cũng như người ta điện đâu có mình đi đó rồi cũng đi đi xuống cánh dứ vậy đó như hai bên bốn phía rồi còn hả có khi cánh giữa thì út nó có ga nó biết con cái đám hành bành kia đó vậy mấy anh em đi theo chứ thôi thì bây giờ chắc có lẽ là các anh em sẽ cùng út nhất đi đi xem một cái chiếc xe này chỉ là xem thôi rồi khi nào thấy được thì gửi cho mấy chị ở bên đó coi thấy được thì mình tiến hành mình mua ha.